Tháng 12 năm 2019, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 tổ chức tại khu du lịch Chapa Island, Nha Trang. Sự kiện đặc biệt của những người làm truyền hình tại Việt Nam. 9 thể loại tranh tài. Hàng trăm tác phẩm tiêu biểu dự thi. 2 hội thảo với các chuyên đề thời sự của ngành truyền hình. Cùng nhiều hoạt động đồng hành và bên lề sôi nổi. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 vì sự phát triển của truyền hình Việt Nam.